Hello, xin chào anh chị quý vị và các bạn. Anh em thì đang ở đây chỗ bãi cát Ninh Bình. Và bác chủ bác có con xe ASEAN biển Panama 10605 mới tinh luôn. Đấy thì là mua mới tinh từ đầu nhá. Anh em lại đang đi Challenger công vụ xuống. Cứ xe đẹp là bọn em sẽ đến tận nơi. Anh em vừa test xe xong, xe gần như là zin hết. Bởi vì là xe anh ấy mua là anh ấy để cho bác đi, tức là bố năm nay 70-80 tuổi rồi, 70 tuổi rồi là không để cho bố đi nữa. Và anh cũng đã mua Santa Fe mới rồi. Đấy, đang đợi chút nữa là mang chìa khóa đến là cả Santa Fe mới ở đây luôn. Xe thì gần như zin hết này, vẫn còn cả điếu cày này. Đó, đồ đạc trong xe này. Gần như con xe này là anh ấy bảo chia sẻ luôn là đi xa nhất là 70 km, còn lại chỉ đi quanh quanh Ninh Bình cho ông đi thôi. Sẽ gần như là zin hết nhá. Zin hết luôn. 2017 đời chót cuối cùng của Honda ASEAN Blue. Tức là dòng ASEAN này sang 2018 nó sẽ lên form mới và xe Việt Nam. Đấy, con này là đời chót cuối cùng xe nhập rồi. Loại này chạy thì khỏi bàn. Ở đây đang ở bãi cát này. Đó, nhà anh ấy đang buôn cát với lại tàu thuyền này. Đó, xe thì zin hết, từ mặt máy em quay luôn cho các bác này. Đây, keo thừa mặt máy từ nhà sản xuất, tất cả những con ốc zin hết này. Đây nha, những cái vết xỉn xỉn này sau về là em sẽ rửa sạch hết này. Đấy. Và máy thì zin từ mặt máy rồi. Đây, toàn bộ từ mặt dàn cò này. Tất cả tổng thành xe vẫn bụi bẩn nguyên, keo chỉ, ốc cabo zin hết. Con xe là zin hết luôn, từ cả từ kính lái nhá. Rồi là toàn bộ tổng thành đây, mặt dàn cò này. Em đi mua xe em chỉ thích nhất là máy nó phải zin đét như thế này. 2017, con này em dọn lên thì mới cứng. Đấy, đối với bản ASEAN Blue này thì form dáng hình thức nó vẫn là rất là chuộng và đẹp. Đấy, tổng thành từ đèn bi, đèn led ban ngày. Rồi khám khí thì vừa khám xong đến tận tháng 8 năm 2025. Đây, em vừa mới thanh toán tiền xong giấy tờ này. Đấy, giấy tờ đây. Cho các bác xem luôn nhá. Ơn đăng ký rồi. Ở đây đăng ký rồi. Đấy, con này sản xuất 2017, xe nhập nên đăng ký 19 tháng 1 năm 2018 này. Đây, đăng ký tháng 1 năm 2018, xe thì mới cứng. Khẳng định luôn với các bác là zin đét, cửa nóc, rồi là tích hợp vô lăng, màn hình Android, cảm biến lùi. Tổng thành xe thì miễn bản về chất rồi, mới tinh nguyên. Vậy thì các bác mà có xe muốn bán nhé, kể cả có ở bất kỳ đâu thì là em cũng sẽ đến và test cũng như là kiểm tra và mua rất nhanh. Con xe này thì đây, có duy nhất một điểm trừ nữa là rơi mất chữ Blue rồi. Chắc là xịt rửa, rơi mất chữ Blue. Còn lại tổng thành xe thì không một điểm trừ các bác nhá. Lốp mới, khám dài. Đấy, đây. Anh ấy ở khu bãi cát này. Đó. Bọn em Thái Nguyên đi xuống đây từ lúc 7 giờ sáng đấy. Tối hôm qua là gọi cho anh ấy sáng nay đi sớm. Đó, xe thì quá đẹp. Phải nói là quá đẹp nhá. Gần như là zin đét luôn. Đấy, chỉ thích mua những con xe đẹp chính chủ mua mới từ đầu như thế này thì thực ra là nó sẽ rất là chất, bán cho các bác bảo hành cam kết trên văn bản giấy tờ nó yên tâm luôn. Đấy, anh em thì có con Challenger công vụ đấy, các bác nào thích em sẽ để luôn cho với tầm tiền hơn 200 triệu, sản xuất 2017 số sàn, loại siêu tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, con xe này đây, một vài vết xước nhỏ nhỏ này, cái loại xước răm này thì không tính nhá. Xe cũ mà chạy từ 2017 rồi không có xước thì nó là một điều mà không thể. Xe này, con này em dọn lên thì nó mới lắm. Toàn bộ phần gầm nó đẹp như thế này cơ mà. Gầm nó đẹp như thế này cơ mà. Con này em rửa lên nó trắng tinh luôn các bác nha. Rửa lên là trắng tinh. Đấy, kể cả từ những cái đèn hậu này. Đấy, nó mới như thế này và nó đẹp như thế này. Phải nói là một con hàng hiếm. Với tầm tiền mà thời điểm hiện tại hơn 300. Các bác mua những con xe nhập khẩu ASEAN Blue bản chót đời cuối cùng như thế này thì là một sự lựa chọn hoàn toàn hợp lý nha. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với em ngay qua số điện thoại để được tư vấn và hỗ trợ. Các bác có xe muốn bán thì cứ gửi ảnh Zalo cho em và gửi vị trí cho em là em sẽ đến tận nơi.